ở bến Bình Đằng nha. Bình Dương. Bến Bình Đằng ở Bình Dương. Khói ghê. Nhiều đồ ăn lắm. Ăn gì vậy? Thịt khói à? Gì? Trà sữa. Trà sữa nhà làm. Mua gì vậy? Đi ra đây đi, đi dài đây đi, chút quay lại. Bến Bình Đằng đêm Noel nha mọi người. Đồ ăn quá trời luôn. Dài lắm, bữa nay nhiều đồ lắm. Thứ luôn. Giữ cái bóp hả? Sợ sợ mất cái bóp hả? Không có cái bóp thì dài luôn. Quá đồ ăn luôn. Mọi người ai ở Bình Dương thì chưa đi với Bình Đằng thì đi thử xuống cái này nha mọi người. Đồ ăn nhiều lắm. Tiếc cái là chỗ này nó không có làm phố đi bộ, ra xe nó vô nhiều. Đổi cuốn Thái Lan. Đủ thứ hết. Lễ làm gì kiếm chỗ gửi xe là khó lắm nha mọi người. Muốn đi là phải đi sớm mới được. Đi trễ kiếm chỗ gửi xe khó lắm. Để tí nữa mình quay chỗ gửi xe cho mọi người coi. Hàng cứng ta đứng chờ ở ngoài nhiều lắm. Ăn giặt cô thắm. Xôi chiên. Bữa nay Giáng sinh thành ra nó bán nhiều hơn ngày thường. Dài dài tuốt dưới kia luôn. Cỡ cả cây số á. Bữa nay nó lên nó lại. Chút giờ ăn gì vậy? Đừng quay vợ được rồi. Vậy đó. Chút. Em nói kem khó làm tuốt kia kìa.
ăn kem khói phải không? Rồi rồi. Rồi vậy vậy tí nữa lại mua kem khói ăn. Bây giờ mình đi lên trên nha mọi người. Đi lên đây nè. Cái này là trên công viên nè mọi người. Bữa nay là Noel, người ta lại đây hết, người ta lại nhà thờ nhiều lắm. Giờ mình kiếm chỗ kem khói, mình mua, mình quay kem khói cho mọi người coi nha. Ủa, chưa tới chỗ kem khói hả vậy? Tới chưa? Kem khói xong rồi đây. Kem khói coi thử là giống ở trong trên mạng coi mà thấy nó phun khói ra nhiều quá vậy. Quay cho. Bấm rồi đó. Không. Trong họng mà ra đó. Ở đây cái bến Bạch Đằng này là tới ngày lễ Tết Trung Thu á, người ta thả lan đồng nhiều lắm nè. Cái gì đèn lồng chứ thả đây nè. Đi nè.
cá viên chiên vậy. Kiếm chỗ một cá viên chiên nha. Nãy giờ mua cái gì ạ? Hả? Chảo á. Chim vô. Em mua 5 trứng. Thôi mua này đi chút mình ăn hết. Đồ ăn nhiều lắm nha mọi người. Quá nhiều luôn. Đây kết quả là 5 cái hộp gà với 6 cây cá viên chiên là 80k nha mọi người. Ăn vậy? Ăn thử nha. Bây giờ mình ăn rồi, bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người ở clip sau nha.